Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, các tỉnh miền Bắc đang trong đợt nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao. Đặc biệt, vùng Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ những ngày qua nắng liên tục, trời ít mưa, độ ẩm không khí mức thấp. Dự báo đợt nắng nóng này có thể kéo dài đến khoảng 15 tháng 7. Hôm nay, khu vực phía Đông Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Riêng vùng núi phía Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng Hòa Bình có nắng nóng và nắng nóng ngày gắt, chiều tối có mưa rào và rông vài nơi, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ, có nơi dưới 23 độ nhiệt độ cao nhất 33 đến 36 độ, riêng Hòa Bình 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Hà Nội hôm nay nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và tối có mưa rào và rông vài nơi, đêm không mưa. Gió đông nam đến nam cấp 2 cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất 35 đến 37 độ. Dự báo trong tuần này, miền Bắc tiếp tục nắng nóng gay gắt. Riêng vùng núi Bắc Bộ từ 13 đến 18 tháng 7 có mưa rông vào chiều tối và đêm. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế hôm nay nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất 35 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên hôm nay có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35-37 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Dự báo nắng nóng còn kéo dài trong nhiều ngày tới ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên, trong đó Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng đặc biệt gay gắt trên 39 độ. Các tỉnh từ Khánh Hòa đến Bình Thuận hôm nay trời nắng, có nơi có nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất 33 đến 36 độ. Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có rông, đêm có mưa rào và rông vài nơi. Do Tây Nam cấp 2 cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất 30 đến 33 độ. Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có rông, đêm có mưa rào và rông vài nơi. Do Tây Nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ.